Đập cho ta. Dạ dạ. Dạ. À, đừng vị quan gia đây, Yên Chi tử phường của tôi, một không nhiễu dân, hai không nợ thuế. Các người vô vừa đánh vừa đập phá, cũng phải cho tôi một lý do chứ. Có người tố cáo cô nghênh ngang ngoài đường, ức hiếp lão bá tánh hiền lành. Tôi thấy người ức hiếp lão bá tánh là Cẩm Y Vệ các người mới đúng. To gan! Cẩm Y Vệ ở đây mà dám ngậm máu phun người, cho thấy ngày thường trong mắt người thực chất không có dương pháp. Bắt lại cho ta. Ai dám bắt? Ký bắt Tâm Lan. Có. Bảo vệ rừng hoa đào của ta. Dạ. Dạ. Gia gia ta nói, người còn đau còn, người mất đau mất. Mau nói rõ ràng đầu đuôi sự việc cho bổn cô nương nghe. Nếu như không, ta sẽ một đau kích liễu ngươi. Cẩm Y Vệ đến đây, không nói tiếng nào đã đập phá ở đây tan nát. Cẩm Y Vệ Phó Thiên Hộ Trương Bưu. Phó Thiên Hộ? Các người ăn cơm triều đình, làm việc cho triều đình, suốt ngày không làm việc đàng hoàng mà chỉ biết ức hiếp lão bá tánh. Nói, là ai phái người tới hả? Cẩm Y Vệ phụng lệnh hành sự, ai phái cũng như nhau. Dĩ nhiên là khác rồi. Nếu như là ông Thái Bắc phái người tới, vậy thì nhất định phải có công văn làm bằng. Nếu như là ông Tích Chu, thì là cô ta công báo tư thù, trả thù trút giận cho tướng công của cô ta. Nói, là ông Thái Bắc hay là ông Tích Chu? Ngươi đã từng nghe nói quyết thủ Yên Chi ta nhất định biết ta là người không mềm lòng nương tay. Nói. Tôi nói đúng vậy, là ông Tích Chu đã phái chúng tôi tới. Hả? Cô ấy mời cô tới đặng phủ nhận lỗi và xin lỗi. Hãy tha mạng. Là vì ta đã bắt tướng công người đầy mùi tiền hôi thối của cô ta. Sao không nói từ sớm? Từ lâu ta đã muốn trở lại phủ tiểu thần tài đó xem sao rồi, đâu cần phải rình rang tới như vậy. Yên Chi cô nương, phu nhân nhà chúng tôi đang chờ cô nãy giờ. Mời. Đốc. Nếu như đã mời bổn cô nương đến, sao mà đường đường là phủ thần tài, ngay cả lễ phép rót nước bưng trà cũng không có gì? Trương Bưng. Dạ. Đừng trông vào bọn họ nữa. Cả đám mang hại không làm được việc này đã là thủ hạ bại tướng của tôi từ lâu rồi, không cần phải dùng vũ lực để hù dọa tôi. Con gái của chỉ huy sứ trong mắt của tôi hả? Không đáng một đồng nào. To gan. Gan của tôi không lớn lắm, chỉ đủ chí khí thôi. Khi gặp phải chuyện không có lý lẽ thì tôi sẽ rất là ngang nhiên dõng dạc, không sợ gì hết. Cẩm Y Vệ là mệnh quan triều đình, người nói với ta như vậy, ta có thể kêu cha ta bắt người vào địa lao bất cứ lúc nào đó. Quả nhiên là lấy công chế tư báo thù mà. Tôi nói cho cô biết, bổn cô nương không phải bị hù cho tới lớn đâu. Cô đã đập phá tủ phường của tôi, đánh người của tôi bị thương,
Món nợ này cho dù có đến trước mặt hoàng thượng, tôi cũng sẽ tính với cô cho thật rõ ràng. Ta lớn từng này, ngay cả Đặng Dẫn cũng không dám nói với ta như vậy. Người chán sống rồi phải không? Là cô đã mời bổn cô nương ta tới đây mà. Đã đến đây rồi, vậy thì phải để cho cô biết rõ bổn cô nương. Con gái bị cha chiều cho hư, không phải ai cũng dễ tính chịu nhẫn nhịn như là tử thần tài của cô để cô ức hiếp vậy đâu. Sao ngươi không xem tử đây là đâu chứ? Ngươi dám ở đây ngông cuồng, ta để cho ngươi bò ra ngoài. Hả? Cha của cô không dạy cô sao? Mời thần đến dễ, tiễn thần đi khó. Hôm nay cô không những phải nhận lỗi xin lỗi, mà còn phải bồi thường tổn thất của Tửu Phường. Bằng không thì tôi sẽ ở đây ăn uống của cô không đi đâu hết. Cô? Hả? Hả thế nào? Bộ mặt giận dữ của cô thiệt là xấu quá đi. Hèn gì Đặng Nhẫn suốt ngày ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, ngay cả nhà cũng không chịu về. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Phải đó, cô đã đánh người ta thế nào thì tôi đánh cô lại như vậy. Hôm nay tôi nhất định phải thay cha cô dạy dỗ lại đứa con gái bị chịu hư như cô. Ngươi muốn phản sao? Người đâu, bắt cô ta lại cho ta. Hôm nay ta muốn xem ai có thể ngăn cản được bổn cô nương này. Bắt sống ả, đừng để ả chạy thoát. Có nhiều người không muốn tôi đi như vậy sao? Để muốn giữ tôi lại làm khách hả? Cô chính là quyết thủ Yên Chi hả? Đúng vậy, ta chính là Yên Chi. Nhìn cách ăn mặc của ngươi, chắc có lẽ là làm quan phải không? Nhưng mà ta trước giờ không thích làm quen với những người làm quan. Hãy tự khai báo danh tánh đi. Cẩm y vệ Tả Khiêm Sự, Khúc Tinh Võ, Phụng Lệnh Hành Sự. À, hai ngươi cùng có một bộ dạng. Ngươi cũng là Phụng Lệnh Hành Sự? To gan. Ta là Cẩm y vệ Hữu Khiêm Sự Đinh Diêm Sơn. Ngươi đúng là có mắt không tròng. Ngay cả nhất tiên song câu hay của đệ ta mà ngươi cũng không biết à? Bổn cô nương mới vừa vào giang hồ, cái gì mà tiên câu gì đó ta không quen biết. Nhưng mà có thể đầu quân Cẩm y vệ, xem ra cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Ngươi, ngươi gia đồ chết tiệt dám ngông cuồng, bắt ả ta lại. Dạ. Dạ. Khắp cả nước này, ngoài hoàng thượng ra, hoàng thái hậu, vẫn chưa có ai dám đánh ông Tích Chu ta. Hôm nay ngươi đúng là tự tìm đường chết rồi. Cái tát này là tiền vốn, cái tát này là tiền lãi. Các ngươi người đông thế mạnh, Yên Chi ta hôm nay có nghĩa là chịu thiệt. Muốn chém muốn giết tùy cô thôi. Được, hôm nay ta cho ngươi toại nguyện. Ngươi đâu? Phu nhân. Không giết được, dù có thế nào cũng không thể giết người được. Phu nhân, dù sao đi nữa cô ấy cũng là bạn của Quách thiếu gia mà. Nếu như làm lớn chuyện này thì phải ăn nói thế nào với hai thiếu gia chứ. Hay là để êm chuyện này thì tốt hơn. Cho dù không thể giết cô ta, ta cũng sẽ không tha cho ả nhà đầu chết tiệt này. Món nợ này ta nhất định phải tính rõ từng món một. Đưa cô ta xuống hầm đi. Dạ. Đi. Sở Sở đi rồi à? Dạ phải, đi rồi. Trước đó tôi cũng nhìn không ra cô ấy có chỗ nào đó không được ổn. Không chào từ biệt một tiếng nào, đã đi trong đêm rồi đó. Ngay cả đồ đạc cũng không mang theo nữa kìa. Vậy bà có biết cô ấy đi đâu không? Tôi đã cho thủ hạ của mình tìm khắp cả kinh thành rồi, tìm khắp cũng không tìm thấy. Tôi nghĩ là chắc là ra ngoài thành rồi.
Hay trời ơi, Sở Sở này, uổng cho tôi xem trọng cô ta, uổng công thương cô ta mà. Trưởng quầy, Trình đại tiểu thư đã tới. Ôi trời ơi, Trình đại tiểu thư. Ôi trời ơi, đã lâu không gặp. Hôm nay cô tới trả tiền hả? Tôi đi lấy giấy nợ, tiểu phụng rót cà. Dạ. Không cần đâu, tôi đến không phải để trả tiền. Không phải trả tiền à? Vậy là tới mượn tiền nữa à? Ê. Cũng không phải, hôm nay tôi tới là muốn thương lượng với Lý trưởng quầy một lát. Tháng này tôi hơi kẹt tiền một chút, tiền lại có thể cho thêm vài ngày nữa không? Được rồi, Trình đại tiểu thư đã đích thân mở miệng, tôi nói không được sao? Ê, nhưng mà tôi không phải là ông chủ, thật tình không thể làm chủ được. Nói thật là Tiền Trang và Tiêu Cục đã qua lại mấy chục năm, hai vị lão trưởng quầy trước đây đều rất có chữ tín. Tôi biết chứ, Tiêu Cục hiện giờ không còn như trước đây nữa. Thiếu Cục chủ suốt ngày vui chơi bên ngoài, Trình Thiết Y ca ca của cô cũng đổi nghề làm than rồi, Tiêu Sư cũng đã bỏ đi phần nữa, đều nhờ vào một cô gái như cô gồng gánh. Cô thật vất vả. Quách Húc, Quách Húc à, Thiết Y, cậu về rồi à? Quách Húc, Quách Húc hắn đâu rồi? Vừa mới sáng sớm cậu ấy đã cùng Tiểu Bành Dương gia cưỡi ngựa đi rồi, cho tới giờ vẫn chưa về. Vậy tôi chờ hắn. Ca à, Lục Thúc, tôi cứ đi làm đi, con cùng ca ca chờ Quách Húc về. Được. Thái Ngọc, huynh đâu phải đứa trẻ 3 tuổi không còn muốn ở đây với huynh đâu. Ca Thái Ngọc, hôm nay đi cưỡi ngựa thật sảng khoái. Thiết Y, không ngờ huynh còn có tâm trạng ra ngoài cưỡi ngựa được. Làm người như huynh đây đúng là hết thuốc chữa rồi. Không lẽ trong lòng huynh ngoài bản thân ra thì không còn người khác, không còn Tiêu Cục nữa, có phải không? Tiêu Cục làm sao? Còn giả ngu giả khờ với tôi. Lần trước trong tiệc rượu đầy tháng của con trai Lục Thúc, tôi đã nói rõ rồi, tôi không thích hợp với chiếc ghế thiếu tiêu chủ, bằng lòng nhường lại. Câu nào cũng đều là thật lòng. Nếu quên bằng lòng thì chúng ta ngồi xuống uống chung trà từ từ nói. Nếu như quên không bằng lòng, chúng ta đường ai nấy đi, không miễn cưỡng lẫn nhau. Vì Thái Ngọc, hôm nay tôi không những phải miễn cưỡng huynh, tôi còn phải dạy dỗ huynh. Ca, đừng làm vậy, không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Thiết Y à, Thái Ngọc, có chuyện gì mà Thiết Y nổi giận vậy? Tiêu Cục xảy ra chuyện gì? Muội nói thật cho huynh biết đi. Chuyện đó không có nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua ca ca muội nghe được một số tin đồn, nói là tiêu sư chúng ta đã bỏ đi hơn nữa, Tiêu Cục sắp sụp đổ rồi. Thực ra là hiểu lầm, các tiêu sư chỉ ra ngoài áp tiêu ngắn ngày thôi. Vậy theo những gì muội nói, Tiêu Cục thu không đủ chi cũng là lời đồn sao? Thu nhập hiện giờ của Tiêu Cục quả thật ít hơn trước đây, nhưng mà miễn cưỡng vẫn có thể đủ chi tiêu, không cần phải lo lắng. Huynh không tin tôi thì cũng phải tin những gì Thái Ngọc nói chứ. Thái Ngọc đã nói là không cần phải lo mà, cho nên sau này huynh không cần phải phụng mang trận mái với tôi nữa. Huynh qua đây. Không thể phú quý không phải số phận, chỉ do lười biếng khó thành việc lớn, vừa tham thi tử vừa liếng qua. Huynh muốn cả đời này đều sống như vậy sao? Nếu như có thể đạt được cảnh giới như vậy, thật đúng là thần tiên sống rồi. Chỉ là diễn cớ thôi. Cái gì mà thần tiên sống? Huynh thực chất chỉ muốn chết trong ảo mộng thôi. Tôi sống thế nào không liên quan gì huynh. Quách Húc, tôi thật mong muốn đời này kiếp này không quen biết huynh, nhưng số phận cứ buộc chúng ta lại với nhau. Quách Húc, không lẽ huynh đã quên cha của chúng ta chết thảm thế nào sao? Huynh cứ ăn chơi không lo cho Tiêu Cục, chỉ biết sống trong ảo mộng, làm sao huynh ăn nói với người cha đã mất đi?
Con nhớ hồi nhỏ, cha tôi thường dạy tôi làm người phải hiểu sự đời. Bây giờ tôi tự chọn cuộc sống cho riêng mình. Tôi nghĩ cha tôi nhất định tôn trọng tôi. Quỳnh thực chất đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Quỳnh chỉ diện cớ thôi. Vậy coi như Quỳnh không muốn gánh lấy trách nhiệm của Tiêu Cục, nhưng còn thù giết cha thì sao? Rốt cuộc ai đã hại chết cha của chúng ta? Quyết hại thâm thù như vậy, Quỳnh có thể bỏ qua không lo sao? Quỳnh hãy nói đi. Sao vậy? Có phải lòng Quỳnh thấy hổ thẹn không? Khi cha của chúng ta chết, chúng ta vẫn còn rất nhỏ. Ngoài cái tốt của cha, những việc khác tôi quên hết rồi. Chúng ta vẫn làm con cái, tận hiếu là bổn phận. Quỳnh không quản được Tiêu Cục, không trả được thù cha. Không lẽ Quỳnh không sợ người trên thiên hạ nói Quỳnh bất hiếu hay sao? Được thôi, nói đi. Cứ để người trên thiên hạ chỉ trích Quách Thúc tôi bất hiếu như thế nào, tôi thật sự không quan tâm. Quỳnh, Quỳnh nói mình hiếu thảo, không bao giờ quên thù giết cha. Vậy tại sao không tiếp quản Tiêu Cục đi? Áp Tiêu phải bung ba đại nam gian bắc, phải chịu phong ba bão táp, sống những ngày ăn gió nằm sương, luôn phải đối mặt với chém giết đầy máu, ngủ không được yên. Quách Hút, tôi không muốn cuộc sống như vậy. Cuộc sống như vậy tôi sống đủ rồi. Nhớ năm xưa cha của chúng ta ra ngoài áp tiêu, người làm con cái chúng ta chỉ biết chờ đợi, chờ suốt nửa đêm không thấy cha trở về. Kết quả chúng ta chờ được cái gì? Chờ được người ta khiến xác họ về, là những cái đầu được mang về không thể mở mắt nhìn chúng ta được nữa. Chính vì cha của chúng ta đã chết một cách không rõ ràng, vì vậy hai chúng ta càng phải nên người hơn chứ. Tôi không muốn nên người như vậy. Nỗi đau mất đi người thân, Quynh và tôi, còn có Thái Ngọc nữa, chúng ta đã trải qua một lần rồi. Không đi áp tiêu, ít ra chúng ta vẫn còn sống. Thái Ngọc cũng không cần phải tiễn biệt hai chúng ta. Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn. Quynh có đồng ý hay xem thường tôi, tôi đều không quan tâm. Quách Húc, Quách Húc, Quynh đứng lại cho tôi. Quách Húc à, Quynh như là sẽ hối hận. Đã xảy ra chuyện gì? À, Phong gia, cuối cùng Quynh đã tới. Chuyện gì đâu? Sáng sớm hôm nay có rất nhiều cẩm y vệ đến đây, không nói tiếng nào đã đập phá ở đây tan nát luôn á. Đó là gì? Yên Chi đã bắt cóc Tiểu Thần Tài phải không? Nói là phải xin lỗi người ta, nhưng mà nhận lỗi xin lỗi đâu cần phải đi suốt cả ngày chứ. Chuyện không hay rồi. Với tính cách Yên Chi sẽ không chịu xin lỗi người ta đâu. Chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Đi tìm cẩm y vệ, tại sao quên ấy đi chứ? Trời ơi, ngốc quá đi. Phong gia chắc chắn đi tìm Yên Chi cô nương rồi. Phải ha, cẩm y vệ ấy đó là đi vào miệng cọp đó, Phong gia chắc chắn chống không lại. Nào hai đứa tụi bay, mau đi tìm Quách Hút tới giúp đi. Đứng lại! Có người tới nhà môn cáo trạng, nói các người tự ý nhốt dân nữ. Vì vậy tôi tới để tra xét một lát. Việc của cẩm y vệ cũng tới phiên một bộ đầu nhỏ bé như người tới quản sao? Tuy tôi chỉ là một bộ đầu rất nhỏ bé, nhưng tất cả chuyện ở đây đều do tôi quản lý. Nếu không thì tôi không thể nào giao phó với khổ chủ để cáo trạng được. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Hey!
Tất cả lùi lại, ta không muốn làm ai bị thương. Tuyền Phong đao. Tuyền Phong đao. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi đến tìm Yên Chi. Phong Bình, huynh nhầm lẫn có phải không? Yên Chi làm sao ở trong phủ của tôi chứ? Cẩm Mi về bắt Yên Chi đến nhận lỗi. Cho tới giờ cô ấy vẫn chưa về thủ phường. Tôi tới đưa Yên Chi về. Đó là chủ ý của nàng phải không? Hả? Ta đã nói là không tính toán mà sao nàng còn bắt chàng Yên Chi người ta? Không thể tính toán. Không có nghĩa là thiếp chịu bỏ qua như vậy. Thiếp mời nha đầu chết tiệt đã đến đây để nhận lỗi với thiếp. Kết quả là cô ta tát thiếp một cái. Cô ta dám hỗn sự trước mặt thiếp. Thiếp phải cho cô ta biết lời hại của thiếp. Quốc có quốc pháp. Nếu như Yên Chi có tội, cô có thể đưa cổ tới nha môn. Cô tự ý bắt Yên Chi về, còn lạm dụng tư hình. Nếu luận tội, cô biết phạm pháp tội nặng gấp đôi không? Ngươi chỉ là một tên bổ đầu nhỏ bé, dám mà nói lớn tiếng như đại tiểu thư. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Phong Bình ta cho ngươi biết, ngươi đắc tội với Cẩm Mi Vệ không có ai có kết quả tốt đâu. Phong Bình to gan, biết điều thì hãy cút đi. Bằng không nhất tiên song câu của ta, không những lấy mũ ô sa của ngươi xuống, mà còn sẽ lấy đầu của ngươi xuống nữa. À, đừng. Dĩ hòa di quý, dĩ hòa di quý. Không cần đâu. Nếu người muốn lấy, ta có thể hai tay dâng lên. Có bản lĩnh thì người cứ tới lấy đầu của ta. Hôm nay, cho dù ta không được làm bổ đầu nữa, cũng phải đưa Yên Chi đi. Hổng láo, bắt lại cho ta. Yên Chi ở đâu? Ê, này nè, Phong Bình, bình tĩnh đi, tuyệt đối đừng làm bậy. Yên Chi ở đâu? Trong đó. Yên Chi. Yên Chi. Ai đã đánh muội bị thương tới như vậy? Là ai đưa ra chủ ý đánh cô ấy bị thương như vậy? Nhất định là cô. Chỉ có ngoài cô ra, không ai dám làm săn làm bẫy như vậy. Cô cậy mình là con gái của ông Thái Bắc, ý thế hiếp người, còn lợi dụng Cẩm Y Vệ làm dụng tư hình, thật là quá đáng. Phong Bình, tôi là chủ của một nhà, tôi biết huynh rất bất bình, nhưng xin huynh hãy cứ nhắm vào tôi, tuyệt đối đừng động đau động thương. Tôi cũng tin huynh là người đồng lượng, cũng xin huynh hãy nể tình tôi đã từng bị Yên Chi bắt đi. Cùng với việc tôi có giao tình với Quách Húc, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ người nên dạy dỗ. Chàng đâu cần phải hài thấp chồng với hắn. Ả đàn bà điên đó dám tát thiếp một cái, thiếp còn giết cô ta coi như là khách sáo rồi đó. Tôi nể tình đang nhận dẫn giống một con người. Thanh đao này tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, bằng không thì tôi đã để lại trên gương mặt đáng ghét, ngạo mạn vô lễ của cô rồi. Người nào dám cản trở ta, nghĩa là muốn chết dưới lưỡi đao của ta. Phong Bình ta luôn chờ các người ở Yên Chi tủ phường.
Yên chi cô nương, 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 có phải là chết rồi không? Ngươi có thể đừng ăn nói xú quẩy được không? Quýnh, hay là chúng ta đừng làm phiền Phong Gia và yên chi cô nương nữa. Ngày ngày mai hãy quét dọn tiếp đi ha. Đi thôi, đi đi mà, đi, đi, đi thôi. Yên chi cô nương, yên chi cô nương, đi. Cha, không sai, Phong Bình là Phích Lịch Phi Đao, là cao thủ. Nhưng mà hai người Tả Hữu Khiêm Sự còn có Phó Thiên Hộ, cộng thêm với mấy chục cẩm y vệ, vậy mà để cho một tên bổ đầu nhỏ bé vào như chúng không người muốn làm gì thì làm. Thật đúng là trò cười thiên hạ mà quan đường. Ta dặn dò các ngươi canh chừng nghiêm ngặt. Các ngươi làm việc kiểu gì? Chỉ có một tên Phong Bình mà làm cho trời đất đảo lộn. Nếu như có thêm vài tên như vậy, không phải đã phản rồi sao? Ta hỏi các ngươi, hoàng thượng nuôi bọn cẩm y vệ các ngươi có ích gì? Còn ông thấy bắt ta có ích gì? Chuyện không muốn nhưng cũng đã xảy ra rồi, cha đừng nóng giận nữa, cẩn thận sức khỏe đó. Phải đó thưa cha, cha đừng giận làm hại sức khỏe. Với lại chuyện này cũng không thể trách họ được, lúc đó Phong Bình xông vào như là một tên điên, bọn họ mới không kịp trở tay thôi. Hai đứa con không cần phải nói dối giúp bọn họ, trong lòng cha hiểu mà. Quách Hùng, Quách Hùng, là huynh, Quách Hùng đâu? Muội nghe thấy tiếng sáo thì liền chạy ra đây. Quách Hùng huynh ấy đâu? Trong lúc muội còn đang ngủ, huynh ấy và Thái Ngọc có tới, đã để lại kim thương dược, mong là muội sớm ngày khỏe lại. Nếu nói như vậy là huynh cứu muội ra khỏi đó. Là ai đã cứu muội không quan trọng. À phải rồi, muội đã ngủ suốt một ngày một đêm, ngủ rất là sâu. Muội coi, bây giờ khí sắc đỡ hơn nhiều rồi. Nếu như là Quách Húc đã cứu muội thì huynh sẽ không nói là ai cứu không quan trọng. Huynh đã viết lại cách thức dùng kim thương dược để ở trên bàn cho muội, nhớ uống thuốc đúng giờ là được. Huynh phải về Thuận Thiên phủ, huynh đi nghe. À còn nữa, huynh cũng đã chẻ hết số củ đó cho muội rồi, đủ cho muội dùng vài ngày. Mấy ngày tới huynh phải ra ngoài làm việc, muội hãy bảo trọng đó. Huynh đợi đã.
Tạ Quynh Phong Bình. Yến Chi cô nương. Tâm Lan, sao người ở đây? Muốn bị đánh có phải không? Không, không phải. Tôi gọi cô uống canh thôi. Uống canh gì hả? Quách thiếu gia đã mượn tay và chân của tôi, kêu tôi quả cấp đem canh bổ tới cho cô uống nè. Hả? Quách Thuốc kêu ngươi đem canh tới? Phải phải. Nếu như là Quách Thuốc kêu ngươi đem canh tới, vậy thì chắc chắn là Quynh ấy nấu rồi. Tôi phải uống không còn lại giọt nào. Yên chưa cô nương? Bọn họ hay nói tôi ngốc, có nhiều lúc tôi phát hiện cô còn ngốc hơn tôi á. Quách thiếu gia dù gì cũng là nam tử hán, Quynh ấy làm sao mà vào bếp nấu chứ. Đúng không, canh này chắc chắn là Thái Ngọc cô nương nấu rồi. Thái Ngọc? Đừng múc nữa, tao không uống đâu. Ôi vậy, nhưng mà nếu cô không uống canh á, tôi rất khó giao phó. Vậy thì đừng giao phó. Tóm lại là canh do Thái Ngọc nấu, ta không uống miếng nào. Nhưng mà canh này, trời ơi, Phong gia ngay cả cái chết cũng không sợ. Mạng của cô là Phong gia dùng mạng để cứu đó mà. Tô canh này cũng cho Thái Ngọc cô nương đã vất vả nấu. Cô không giữ gìn sức khỏe của mình cho thật tốt, làm như vậy mọi người đều sẽ không cảm thấy dễ chịu đâu. Hả? Được rồi, được rồi. Nè. Ê, thiệt là nhiều lúc tôi cảm thấy nếu như có người cũng quan tâm thương yêu tôi như vậy á, tôi nhất định sẽ sáng tối khấu đầu gọi hỏi là cha mẹ. Quách Hút kêu người đem canh tới, tại sao không tự mình đem tới hả? Quynh ấy trò chuyện với Thái Ngọc không có thời gian. Cái gì? Còn về tủ phòng chúng tôi đã có chọn sạch sẽ rồi, và chúng tôi sẽ chờ cô bên ngoài. Nếu như cô có chuyện gì cứ gọi chúng tôi vô ha. Canh này cô hãy mau uống đi. Tỳ chức tham kiến chỉ huy sứ. Hai người hãy nghe cho rõ đây. Bây giờ lập tức đến Thuận Thiên phủ bắt tên Phong Bình, áp giải tới Bắc Trấn phủ nghiêm hình tra hỏi. Các người phải nhớ là phải tiến hành âm thầm, không được để ai biết. Đi đi. Đại nhân, thuộc hạ lo là Phong Bình trong người hắn có tuyệt kỹ, hắn sẽ phản kháng lại, sẽ không đưa tay chịu trói đâu. Đại nhân, nếu làm lớn chuyện này sẽ có rắc rối. Sự uy vọng của Cẩm Y vệ không được phép bị hạ thấp. Nếu kháng cự lại, giết không cần hỏi. Dạ. Phong Bình, xem ra ngươi đã biết tội rồi. Vậy thì tốt, mất công lại phải động binh đao kinh động người khác. Không cần đâu. Nếu ta đã chờ sẵn các ngươi ở đây, sao lại chạy trốn chứ? Ta tự biết đi được. Vậy được, xin mời. Ừ.
đem tên năm chắc chắn bắt được ngươi. Tam ca, là có người theo dõi chúng ta kìa. Bọn họ đuổi tới rồi, phải làm sao đây? Tam ca, không kèm lại được. Họ đều đi hết rồi. Thì ra không phải đuổi theo giết chúng ta. Chúng ta đi. Cha. Cha. Tam ca. Ăn đi, ăn đi. Nghe nói đồ ăn ngon lắm đó. Xin mời. Dạ. À, khách quan, ngài muốn dùng gì? Hay vị khách quan muốn dùng bữa hay là ở trọ? Chỉ ăn uống, không ở lại đâu. À, dạ được, mời vào trong, mời vào trong. À, dạ, khách quan, mời vào trong. Tiểu Nhị, cơm với đậu phộng. Dạ, có liền. Hai vị khách quan cho hỏi dùng gì? Một bình trà, hai tô mì, một cân thịt bò, phải nhanh. Dạ có liền, cô chờ lát, cho một bình trà tới trước đi. Tam ca, dạ cô được. Có chịu được không? Dạ khách quan, trà của khách quan đây. Ủa khách quan, tay của ngài bị làm sao vậy? Nè, sao sắc mặt của ngài đen quá vậy? Có phải là ngài đã bị trúng ôn dịch không? Không phải là ôn dịch, mà là bị phỏng nước sôi. Chúng tôi còn phải lên đường, mau dọn thức ăn. Được. Tiểu Nhị, tính tiền đi. Dạ, tới liền. Dạ, khách quan mời vô trong. Lấy cho tôi bình rượu đi. Dạ, có liền. Dạ, mời ngồi. Tiểu Nhị, tính tiền. Dạ, tới liền. Cô. Cho hỏi hai vị khách quan dùng gì? Cho bình trà trước đi. Dạ, có liền, xin chờ lát. Tam ca, sao đột nhiên trời trở lạnh vậy? Đó là Tam cô và nhị công tử của Đường Môn. Mau trời khỏi chỗ này. Ủa khách quan, thức ăn của ngài đã xong rồi mà. Nè khách quan, đừng đi mà. Ta trả tiền. Đã tới đây rồi, ngươi có thể đi được sao? Hương Tam cô, thật ra cô muốn gì? Ngươi bị trúng độc nặng, ta thấy ngươi đau đớn khó chịu được. Hay là chúng ta hãy làm cuộc giao dịch, ngươi lấy Tượng Ngọc Phỉ Thúy đổi thuốc giải với ta đi. Tượng Ngọc Phỉ Thúy gì chứ? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Ngươi là ai? Là Nhất Châu. Thì ra là bác đại hộ pháp của Thiên U Bang sao? Vì Tượng Ngọc Phỉ Thúy, ca ca của ta La Nhất Phi đã mất cả mạng. Vì vậy ta cần phải có được 12 con Tượng Ngọc Phỉ Thúy này. Hai người bọn họ cứ để ta giải quyết cho. Hây. Hây. Đi. Hây. Chạy mau.
Khóa kiếm tân lực, ngươi cũng muốn công tử Ngọc Phỉ Thúy hay sao chứ? Nơi này náo nhiệt như vậy, khoái kiếm tân lực ta thích nhất là tân gấp vui. Không ngờ ngươi chỉ biết kiếm tiền thôi, cũng làm ra những chuyện rút đao tương trợ dư hơi như vậy. Tân mổ chỉ là bất chợt nội hứng, muốn tiện tay đập chết một vài con ruồi rồi thôi. Cậu khí lớn thật. Ủa không sao chứ? Ngươi không sao? Chạy mau đi. Tại sao lại là ngươi? Thiên U Bang các người nhân lúc người ta gặp nguy, thật không quan minh lỗi lạc cho lắm. Quái đau tân lực, ngươi đã nhận bao nhiêu tiền của bọn họ mà bảo vệ họ như vậy chứ? Rất nhiều. Nói đi, là ngươi muốn tự đi hay là tân gia ta đích thân ra tay đi? Nếu ngươi đã chọn làm kẻ địch với Thiên U Bang, vậy thì chúng ta hẹn ngày gặp lại. Đi mau lên. Dương huynh, không lẽ huynh cũng cho rằng tôi tới vì Tự Ngọc Phỉ Thúy sao? Chẳng lẽ không phải? Từ lâu đã nghe Tự Ngọc Phỉ Thúy là giang hồ chí bảo, người có nó có thể khiến cho võ công đạt tới cảnh giới cao thâm khó đoán, từ đó sừng bá võ lâm. Chỉ đáng tiếc là tân mẫu tôi không có chi lớn, không có hứng thú gì nó. Vừa rồi tân huynh ra tay giúp đỡ chỉ là chi tiền à? Muốn bao nhiêu xin cứ nói. Lúc nãy khi tân mẫu đang săn đầu người, đã làm cho cô nương trên xe bị sợ hãi. Lần này rút đao tương trợ chỉ là muốn giúp cô nương bớt sợ mà thôi. Sao cô nương trên xe không có động tĩnh gì? Sợ sợ. Chuyến đi này lẽ ra là muốn đưa tôi vào kinh thành chữa độc, không ngờ là Sở Sở cũng bị hạ độc thủ. Hay là gì? Tôi đích thân đưa hai người vào kinh thành. Huynh đang nghĩ gì vậy? Hai ngày nay huynh cứ hay tâm thần bất định. Vậy sao? Bất cứ chuyện gì sau này được mụ chỉ dẫn đều có thể phát huy tiềm lực 200%. Nếu huynh lo lắng cho Yên Chi, cứ đi thăm cô ấy không ai cản huynh đâu. Chỗ Yên Chi có Phong Bình là được rồi, không cần huynh phải lo nhiều.
Vậy đi tìm Tiểu Tân Tài nói chuyện. Sợ sợ mất tích không rõ tung tích, trong lòng Tiểu Tần Tài đang rất phiền và rối bời. Rốt cuộc Sợ Sợ cô nương đã đi đâu chứ? Không ai biết được Sợ Sợ đã đi đâu, tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy cũng không ai biết được. Không lẽ đúng thật là có người hộ tống Tường Ngọc Phỉ Thúy và Sợ Sợ ra thành sao? Dân Tam đã từng xông vào phòng chứa bảo vật của Tiểu Thần Tài. Nếu như nói Quỳnh ấy tới là dịp Tường Ngọc Phỉ Thúy, thì Quỳnh nghĩ người hộ tống Sợ Sợ có phải là Dân Tam không? Thật là lạ, mùi luôn có thể nhìn thấy được trong lòng Quỳnh đang nghĩ cái gì. Mùi có mắt nhìn xuyên thấu có phải không? Ai? Ai? Yên Chi. Xem ra kim thương dược của Tiêu Cục chúng tôi quả thật có công hiệu. Chỉ mới có vài ngày cô có thể chạy nhảy lung tung rồi. Biết muội đang bị thương, tại sao không tới thăm muội? Quên sợ tới đó không cẩn thận lại làm người ta nổi giận, chỉ muốn cho cô được tịnh dưỡng nên không muốn làm phiền thôi. Quên có thời gian để nói nhảm với người con gái khác, không có thời gian để quan tâm muội một lát sao? Người con gái khác? Cô nói Thái Ngọc à? Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, sao tính là người con gái khác được? Chỉ cần người ở bên cạnh Quỳnh không phải là muội thì đều là người con gái khác hết. Ây cha, chẳng qua chỉ là đi một chuyến tới phủ Tiểu Thần Tài thôi mà học được tất cả công phu ghen tuông của ông Tích Chu rồi. Đừng có mà tự đề cao bản thân quá, ai mà ghen chứ. Vậy cho hỏi gì cô nương này đỏ mặt vì chỉ trích tôi không tới thăm bệnh cô, không phải là ghen thì là gì đây? Quỳnh, Quỳnh đừng có nhiều lời. Muội cho Quỳnh hay, lát nữa muội sẽ đi hỏi Thái Ngọc, chắc chắn là cô ta đeo theo Quỳnh không cho Quỳnh tới thăm muội, có đúng không? Cô lại sai rồi, Thái Ngọc chưa bao giờ hỏi tôi muốn đi đâu hay muốn làm cái gì hết. Cô ta giúp Quỳnh chăm lo Tiêu Cục, vừa lo việc ăn uống của Quỳnh, cô ta mà không hỏi gì của Quỳnh? Bởi vì cô ấy rất hiểu con người tôi và cũng rất tin tưởng nguyên tắc làm người của tôi. Vậy thì muội càng hiểu Quỳnh, càng tin tưởng Quỳnh. Vậy sao? Hả? Được rồi, tôi đã nói Thái Ngọc chơi với tôi từ nhỏ tới lớn mà. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau lớn lên thì có thể nắm tay nhau như vậy sao? Đây đâu phải là huynh muội ruột. Hả? Nắm tay thì đã sao? Không phải càng thân hơn huynh muội ruột sao? Ý của huynh là hai người còn thân hơn huynh muội ruột, vậy huynh coi Thái Ngọc như là muội muội rồi. Cũng có thể nói vậy. Sao huynh không nói sớm? Thái Ngọc cô nương, tôi đang cùng với Quách Hút ca ca của cô nói về cô đó. Tình cảm huynh muội của hai người tốt như vậy thật là làm cho người ta ngưỡng mộ. Tôi quyết định rồi, muội muội của Quách Hút thì cũng là muội muội của tôi, sau này tỷ sẽ bảo vệ muội. Muội muội cái gì? Nói về tuổi tác, cô gọi Thái Ngọc là tỷ tỷ. Không cần câu này những lễ tiết đó, y chi cô nương cứ tự nhiên đi, thấy vui là được. Quỳnh coi, Thái Ngọc người ta thật hiểu chuyện, thoải mái hơn Quỳnh rất nhiều. Sau này ở kinh thành tôi có thêm người bạn rồi. Phải rồi, vài ngày nữa muội sẽ đãi một bàn tiệc ở Yên Chi Tử Phường, đa tạ Phong Bình đã cứu muội về. Tới ngày đó hai người nhất định phải tới nha. Nhưng mà Phong Bình mấy bữa nay ra ngoài làm việc, hay là về đi, chờ Quỳnh ấy vừa trở về thì muội sẽ báo với hai người biết ha. Hả? Phong Bình ra ngoài làm việc à?
Sao tôi không nghe nói gì? Bởi vì là huynh ấy chỉ nói với một mình tôi. Trừ khi có vụ án rất lớn, nếu không Phong Bình sẽ không rời khỏi kinh thành đâu. Đúng vậy, không từ mà biệt như vậy không giống tác phong của Phong Bình cả. Nè, Phong Bình đi làm việc thôi, hai người có cần phải biểu hiện sắc mặt kỳ lạ như vậy không? Thực ra là có chuyện gì vậy? E là Phong Bình đã có chuyện rồi, tôi phải tới Thuận Thiên Phủ hỏi thử. Hả? Có chuyện rồi. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi đi. Ờ, Mùi cũng đi với hai người. Thái Ngọc cô nương à, Thuận Thiên Phủ là nơi như thế nào vậy? Nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cô lại không biết võ công, nếu như đánh với nhau chúng tôi còn phải phân tâm lo cho cô. Vậy cô cứ ở đây chờ tin đi ha. Nhưng mà trời ơi, Quách Hút ca ca của cô lo cho cô thì tôi cũng lo cho cô vậy. Không cho cô đi là chỉ muốn tốt cho cô thôi ha. Đi. Ê, đi rồi. Dạ phải. Phong Bổ Đầu đột nhiên nói không làm nữa, chúng tôi bị quên ấy làm cho hết hồn. Quách Chú Gia, cậu và Phong Bổ Đầu là hảo bằng hữu, sao ngay cả cậu cũng không biết vậy? Ngốc quá. Nếu như Quách Hút biết thì chúng tôi còn tới hỏi các người làm gì. Công việc ở Thuận Thiên Phủ nhà nói không làm là không làm nữa, cũng phải có lý do gì chứ. Nè, chuyện này thiệt là lạ đó. Phong Bình trước giờ làm việc nghiêm minh, sẽ không tự nhiên từ chức, mất tích không có nguyên nhân. Nếu các người biết chuyện gì đó hãy nói cho tôi biết. Đêm khuya mấy ngày trước khi tôi làm việc trở về, đã nhìn thấy Cẩm Y Vệ áp giải Phong Bổ Đầu lên xe tù chở đi. Hả? Xe tù? Quách Hút, Mùi không yên tâm nên đã theo đến đây xem sao Phong Bình ca đâu. Nghe nói bị Cẩm Y Vệ đưa đi rồi. Hôm đó nghe Phong Bình nói với Mùi sẽ không gặp Quynh ấy một thời gian, thì ra Quynh ấy đã biết mình sẽ có chuyện từ trước rồi. Nhà lao Bắc Trấn Phủ Ti không phải là nơi cho con người ở, phải làm sao bây giờ? À, cướp ngục hả? Cô điên hả? Ở trước Thuận Thiên Phủ la lớn đi cướp ngục, chán sống rồi sao? Bạn bè gặp nạn hai vai cùng gánh, chết cũng không tiếc. Quách Hút, nếu như hai chúng ta liên thủ với nhau, Mùi không tin là đánh không lại Cẩm Y Vệ đó. Công phu võ mèo ba chân của cô lần trước bị đánh tơi tả ở phủ Tiểu Thần Tài, cô không nhớ sao? Cô còn muốn gây thêm quả lớn à? Tôi không phải Phong Bình, tôi không xả thân cứu cô đâu. Huynh! Không. Yên chi, nhà lao Bắc Trướng Phủ Ti là nơi rất nguy hiểm, tuyệt đối phải cẩn thận hành sự, không được nóng nảy hành động. Nếu như Bắc Trướng Phủ Ti đúng thật là địa ngục, vậy thì càng không để cho Phong Bình đến đó. Nếu như chuyện này Quynh không lo tới thì Mùi lo. Được thôi, nếu cô không sợ nộp mạng, không sợ là bị đánh nhiều gậy vào mông thì cứ đi đi. Nè, Mùi thấy Quynh đúng thật là tên nhát gan. Phong Bình, Quynh ấy có khí phách hơn Quynh. Khí phách phải dùng đúng chỗ. Lần trước cô thấy phủ Tiểu Thần Tài đại náo, tất cả rắc rối đều do cô gây ra. Quynh, mọi chuyện đều tại cô đó. Quynh nghĩ là Mùi muốn tới đó sao? Là ông Tích Chu đã mời Mùi tới đó mà. Trong Tây Du Ký, không phải Tôn Ngộ Không cũng được Ngọc Hoàng Đại Đế mời lên thiên đình đại náo một trận hay sao chứ? Có gì mà to tát đâu. Nếu cô muốn so sánh mình với con giả hầu đó, vậy tôi không có gì để nói. Quynh, hai người mỗi người một câu, người hát người bè, nếu cùng nhau đi hát kịch thì chắc chắn sẽ luôn đông khán giả đó. Coi như Mụi nhìn rõ rồi, Quynh nhát gan sợ chuyện, Phong Bình gặp nạn Quynh không cứu, Mụi bị nhốt trong phủ Tiểu Thần Tài Quynh cũng không lo. Yên chi cô nương, cô hiểu lầm rồi. Lần trước Quách Hút vừa nghe được tin thì đã lập tức chạy đến đó, chẳng qua là chậm một bước, Phong Bình ca đã cứu cô ra khỏi đó rồi. Chân của Quynh ngắn hơn của Phong Bình sao? Tại sao lại chậm một bước? Nhưng mà nể tình Quynh đã có lòng, Mụi không tính toán với Quynh nữa. Nhưng mà lần này Phong Bình gặp chuyện, chân của Quynh phải chạy nhanh hơn đó. Nè, tiên sinh tiểu thư tới xem đi. Dạ xin mời, xin mời khách quan. À, ghé vô ghé vô. Tiên sinh tiểu thư tới xem đi. Chắc Mùi đã có cách rồi. Kéo hồ lô đây. Quynh hãy nghĩ xem, hiện nay người có thể áp chế được ông Thái Bắc không có mấy ai. Ngoài hoàng thượng, hoàng thái hậu, lão Dương gia ra thì còn có một người.
Tiểu Bành Dương gia. Tiểu Bành Dương gia hả? Ê, Tiểu Bành Dương gia có phải là người Dương gia rất là cao, rất là cao mà muội đã gặp hay không? Chỉ cần huynh mở lời với giao tình của bọn huynh, huynh ấy chắc chắn sẽ giúp. Muội nói mà, chỉ dựa vào giao tình của hai người chắc chắn huynh ấy sẽ giúp huynh mà. Thật mà. Nè. Nhưng lần này chuyện của chúng ta liên quan tới ân oán cá nhân, về lý chúng ta không có lý do cầu cứu Tiểu Bành Dương gia. Đúng vậy. Cho dù Tiểu Bành Dương gia chịu ra mặt giúp Kiều Cẩm Mi giải thả người, nhưng bọn người ông thái bắt chắc chắn không tâm phục khẩu phục. Trước khó đảm bảo ông ấy không gây rắc rối cho Phong Bình nữa. Nè, tôi nói hai người đừng có bỏ mặt tôi được không vậy? Hai người nói cái gì mà loạn xạ lên, không hiểu cái gì hết, giống như là đang đọc khẩu lệnh. Mồi hẹn giúp Quỳnh tìm lý do nếu Quỳnh đi tìm Tiểu Bành Dương gia. Ai nói là Quỳnh tới đó một mình? Quỳnh có còn nhớ Tôn cha bà có thành đông hay không? Tôn bà, nhũ mẫu của Tiểu Bành Dương gia. Tiểu Bành Dương gia đối với Tôn bà như mẹ ruột mình vậy. Tôn bà lại là người hiểu lý lẽ. Chỉ cần chúng ta đến ngoài thành đông tung tin ra, nói là Quỳnh bất cẩn hại bà ngủ phải bị giam trong ngục, cảm thấy cắn rứt. Tôn bà chắc chắn không để Quỳnh chịu ấm ức. Vậy tin tức này nhất định sẽ truyền tới tai của Tiểu Bành Dương gia. Chỉ cần Tiểu Bành Dương gia chịu đứng giữa hòa giải, không phải đã có thể giải quyết rồi sao? Làm vậy thì Quỳnh dù không phải ra mặt, Phong Bình ca cũng có thể được bình an tả ra, không phải là mọi chuyện đều tốt sao? Thái Ngọc muội quả nhiên thông minh. Quỳnh thật sự muốn xem trái tim chu đáo tỉ mỉ của muội quả thật có hình dạng thế nào. Trái tim của cô ta có gì mà coi chứ? Tại sao không muốn xem của chính mình? Dạ. Hả? Cô làm sao vậy? Không cần Quỳnh lo. Muội đau tim. Cô ta sao vậy? Sợ sợ. Sao mà cô không từ mà biệt vậy? Chỉ có sợ sợ. Chuyện gì vậy? Không được ra. Ngươi thật to gan. Ngươi có biết đây là đâu không vậy? Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi to gan dám vào đây, ngươi cũng không ra được đâu. Không sai, ngươi không thoát khỏi đây đâu. Đừng nói nhiều nữa, giao Tự Ngọc Phỉ Thúy ra, ta sẽ tha cho hai ngươi. Tự Ngọc Phỉ Thúy? Phỉ Thúy gì chứ? Tự Ngọc Phỉ Thúy mất rồi. Tên trộm lần trước đã lấy cắp nó đi mất rồi. Người lần trước chính là ta, nhưng ta không có lấy cắp Tự Ngọc Phỉ Thúy. Đừng đổ cho ta. Ta biết người lần trước không phải là ngươi. Lần trước khi tên trộm đã đến đây, Tự Ngọc Phỉ Thúy không có trong phòng chứa bảo vật. Ta cũng đang muốn biết là ai đã lấy nó. Đúng lúc mượn kiếm người dùng một lát, giúp ta hỏi thử xem có phải chàng lấy hay không vậy. Ở đây tích chú sao nàng lại á? Đặng phu nhân quả nhiên có khí phách, vậy thì tôi cung kính chi bằng tuân mệnh. Xin mạo phạm. Nói, rốt cuộc đã giấu Tự Ngọc Phỉ Thúy ở đâu? Ta thật sự không có lấy Tự Ngọc Phỉ Thúy. Ta lấy nó để làm gì chứ? Ta khuyên ngươi khai thật ra Tự Ngọc Phỉ Thúy ở đâu. Nếu không đừng trách kiếm của ta nhận máu, không nhận người. Ê, nè, ta biết. Tích chú à, nàng nói đi. Đàn ông nói dối, không có cũng được. Nếu như người ngủ bên cạnh thiếp là tướng công chỉ biết lừa gạt thiếp, thì thiếp thà làm quá phụ. Còn không nói đi. Thiếp nằm ở đây, nhìn cho chuẩn đó. Khoan. Ông Tích chú sao này có thể nhẫn tâm hơn cả cảm ấy dạy cha này có nữa. Có nói hay không? Đừng nói nhảm, có tình ta chém người không? Tôi tặng cho người ta rồi. Tặng cho ai? Tặng cho ai? Đâm chỗ này nè. Đâm chết ta không trách người đâu. Ta xin cha ta tha tội cho ngươi. Ông Tích Chu là... tôi nói, Tôi đã tặng cho Sở Sở. Đặng Nhẫn,
chàng dám tặng nó cho Sở Sở. Chàng dám tặng cho Sở Sở. Chàng cút đi, chàng cút đi cho thiếp. Qua chỉ là nữ lưu yếu đuối, chẳng lẽ cô ta biết phi thiên độn thổ sao? Dân phụ không dám nói dối, thật tình là không biết gì cả. Vậy thì chắc là ngươi phải biết cô ta xuất thân thế nào chứ. Chuyện này ban đầu được nha bà giới thiệu, tôi thấy cô ta xinh đẹp, biết cách ăn nói, thì trong lòng nghĩ chắc là phải có nỗi khổ gì đó nên mới bước vào hồng trần, đã không hỏi gì hết mà nhận cô ta vào đây làm. Người đâu, giam người phụ nữ thương phong bại tục này lại cho ta. Khi nào khai thật thì mới thả ra cho ta. Còn nữa, niêm phong thần tiên cư lại, không được mở cửa kinh doanh nữa. Đi đi. Ê trời ơi, đại nhân, tôi thật tình không biết gì cả mà. Đại nhân à, tôi thật sự không biết gì cả. Thu tin võ. Có thì chứ. Phái người nghiêm thủ trong và ngoài thành tra xét nữ tử khả nghi, nhất định phải bắt người tên Sở Sở về đây cho ta. Tiên chức lập tức đi làm. Tiên chức cáo luôn. Tiểu Bành Dương gia tới. Không biết Tiểu Bành Dương gia đến, không thể nghênh đón từ xa. Tiên chức đã thất lễ. Đây là trà cống hoàng thượng đã tặng cho ta, là trà nham tới từ Võ Di Sơn Phúc Kiến. Ông thử xem. À, nào mau đem đi pha đi. À, mời. Ông đại nhân, mời. Đa tạ. Vậy ti chức xin mạng phép. À, được. Vừa thơm vừa ngọt, quả nhiên là cực phẩm trong các loại trà. Nếu như thích, ông cứ giữ lại mà uống đi. Ti chức không dám. Đây là bảo vật hoàng thượng ban tặng. Bảo vật hoàng thượng ban tặng đâu chỉ có thứ này chứ. Trong phủ tiểu thần tài của nữ tế ông đại nhân, không phải cũng có bảo vật do hoàng thái hậu ban tặng sao? Ý của Tiểu Bành Dương gia là... Đừng khẩn trương, ta không phải tới nói về bảo vật đâu. Nhưng mà có chuyện này ta muốn thương lượng với ông đại nhân. Nhũ mẫu của ta, Tôn bà cho ta biết, có lời đồn là thiên kim của ông đại nhân phái Cẩm Y vệ đập phá một tổ phường nhỏ. Lời đồn bên ngoài không nên tin hết. Ồ, lời đồn đang rất dữ dội, không có lửa làm sao có khói chứ. Ý của ông muốn nói nhũ mẫu ta Tôn bà đã bịa đặt hay sao? À, thì chứ không dám. Phải rồi, ta nghe nói phong bộ đầu của Thượng Thiên Phủ đã mất tích rồi. Ông có biết chuyện này không? À, chuyện này à... Cẩm Y vệ đập phá tổ phường của ba tánh, tự bắt dân nữ, phong bộ đầu tới đó kêu quan cho dân là làm theo chức trách mà thôi. Tuy là nói vậy, Nhưng mà hắn không tới đúng lúc, đã đắc tội với người không nên đắc tội. Ông đại nhân, ông hãy nể mặt của ta, nên tha được thì cứ tha cho người ta đi. Hồi Tiểu Bành Dương gia, Cẩm Y vệ chúng tôi là đại diện cho triều đình, bảo vệ pháp thống là chức trách của chúng tôi. Nhưng tên Phong Bình đó, hắn thân là người trong nha môn, vậy mà đối nghịch với Cẩm Y vệ, đối nghịch với triều đình, đối nghịch với thiên tử. Làm như vậy không phải là làm gương xấu cho mọi người sao? Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, ta tin sẽ không tính toán như chuyện nhỏ này đâu, có phải không? Không, đây sao có thể tính là chuyện nhỏ chứ. Chư quý sứ, ai cũng đều biết Tích Chu là thiên kim ông yêu thương nhất, vì vậy mà ông nuôi chiều hết mực. Yên Chi mở tử phường chẳng qua chỉ là một cô nương ở sơn thôn, thẳng thắn bộc trực. Tích Chu xử sự ngang bướng coi như bỏ qua. Nhưng không lẽ chỉ quỳ sứ cũng có cách xử sự như cô ta hay sao? Tiểu Bành Dương gia có điều không biết là á nữ tử Yên Chi đã vô lễ trước, mới làm cho Tích Chu không thể không báo quan xử lý. Sao ta nghe nói là Phong Bình tới phủ tiểu thần tài, nói là có người báo quan đang nhẫn dùng tư hình bắt người. À, chỉ quỳ sứ, Phong Bình làm vậy chẳng qua là kêu quan cho người dân mà thôi. Nếu vì chuyện này mà cách chức định tội, không phải là muốn giết người diệt khẩu hay sao? Nếu như Tiểu Bành Dương gia đã nói vậy rồi,
thì chức nhất định xử lý cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bỏ sót. Xin tiểu bành Dương gia yên tâm. Có câu nói này của chỉ huy sứ là đủ lắm rồi. Cứ giữ lại bảo vật mà dùng đi. Cung tống tiểu bành Dương gia. Chỉ huy sứ đại nhân tới, còn không mau đứng lên nghênh đón. Dạ chết hả? Ừ. Mở khóa. Dạ. Ngươi dám một mình xông vào phủ tiểu thần tài để mà cứu người, công phu của ngươi không tệ đó. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Ở trước Dương pháp, người người bình đẳng. Ngươi thân là bổ đầu của Thuận Thiên phủ mà ngang nhiên chống đối với Cẩm Y vệ. Tội càng nặng gấp đôi, có biết không? Lúc đó là một mình tôi xông vào phủ tiểu thần tài. Hôm nay đại nhân muốn chém muốn giết, tôi đã sẵn sàng rồi. Ngươi cam lòng vì một cô nương bán rượu mà lên núi đao xuống chảo dầu bị rơi đầu như vậy sao? Ừ? Tôi chết không hối tiếc. Đàn ông chết như vậy là xem thường mạng sống của mình đó. Có thể chết vì vạn người, cũng có thể chết vì một người. Có xem thường hay không, sau này cứ để Diêm Vương phán quyết đi. Hiện giờ đại quyền sinh sát đều nằm trong một câu nói của ta. Nếu cho ngươi quan phục nguyên chức cũng là một trong câu nói của ta. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời ta, ta sẽ thả ngươi ra. Với loại người có tuyệt kỹ như ngươi đây, tâm cao hơn trời, nếu chịu làm việc cho ta, nghe theo lệnh của bổn tọa, thậm chí có thể làm cẩm y vệ ở bên cạnh bổn tọa, ta nhất định trọng dụng ngươi. Còn về chuyện lần này, ngươi hù dọa tiểu nữ của ta, ta sẽ coi như là lỗi của Yên Chi cô nương đã làm, sẽ không tính toán với ngươi. Quả thật Yên Chi có lỗi ở chỗ không biết hiểm ác. Còn lỗi của đặng phu nhân là ở cậy thế hiếp người. Tuy tôi chỉ là một bổ đầu nhỏ, nhưng tôi nhận bổng lộc triều đình nên phải chỉnh thị phi, chỉnh kỷ cương. Tới bây giờ ngươi vẫn còn nói giúp cho nữ tử đó hả? Cẩm Y vệ tự đại nhiễu dân, trước giờ đã làm người ta ghét. Lần này còn nghe theo sự sắp đặt của ông Tích Chu bắt Yên Chi đi. Nếu gây ra án mạng, e là người bị rơi đầu xuống đất không phải là tôi, mà là ông Tích Chu, con gái bảo bối của ông. Nếu đại nhân đã có thời gian vào đây, thì chi bằng về nhà quản giáo cho tốt con gái của ông đi. Ta thấy người không muốn ra ngoài rồi. Mấy ngày nay công việc bận rộn, được vào trong này coi như yên tĩnh nghỉ ngơi vậy. Người đâu? Khóa cửa. Đây là cái gì? Không muốn ăn hả? Được thôi, thiếu gia không muốn ăn, đem xuống đi. Dạ. Ê, khoan. Lui ra đi. Dạ. 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 Chàng đó, có ăn thì mừng thầm đi. Rốt cuộc nào muốn giam giữ ta tới khi nào? Giam tới khi nào thiếp thấy vui mới thôi. Mưa gió bão táp cũng có lúc ngừng mà. Nàng không thể nguôi giận được sao? Nàng nhốt ta ở đây, nhiều cuộc xã giao ta không thể tham gia được. Không đi xã giao thì làm sao có mối làm ăn? Không có mối làm ăn thì nàng không có ngân lượng tiêu xài. Chàng còn dám nói? Đây chính là kết quả mà chàng đã đi xã giao đó. Chàng thật đáng chết mà. Bảo vật còn thái hậu tặng cho thiếp, chàng cũng dám tặng người ta. Cha thiếp bằng lệnh xuống rồi, cha nhất định sẽ giăng thiên la địa võng tìm lại búp bê Phỉ Thúy. Cho tới lúc đó, sợ cô ta khó mà thoát tội danh. Chờ sau khi cha thiếp bắt được cô ta, thiếp nhất định sẽ lột da cô ta.
trút cân cô ta để giải mối hận trong lòng của thiếp đó. Cha muốn bắt Sở Sở à? Sao, chàng đau lòng hả? Hả? Một nữ tử ở Thanh Lâu dám lấy đi bảo vật của hoàng gia, đáng tội gì chứ? Chỉ có tình ngốc như chàng cho tới giờ còn đỡ lời cho cô ta mà thôi. Làm gì có. Nếu chàng nhớ cô ta như vậy á, vậy thì thiếp sẽ giày vò cô ta cho tới chết ở trước mặt chàng. Sau đó chàng cứ ôm đống xương trắng đó mà ngủ đi. Ơ à, khoan đã. À, nương tử à, nàng biết là ta yêu thương nàng nhất mà. Đừng có dở trò. Muốn lấy lòng thì cứ tìm Sở Sở không biết xấu hổ của chàng đi. À, thiếu gia. Thiếu gia. À, tiểu thư đã căn dặn là không cho cậu bước ra khỏi cửa. Thiếu gia nhà chúng tôi đã nói đây là tiền lần trước đánh cược chia cậu đã thua, có chơi có chịu, còn căn dặn tôi phải chính tay đưa cho cậu nữa. Tiểu thần tài quên ấy. Thiếu gia có nói gần đây cậu ấy hơi bận, vì vậy không thể đích thân tới đây. Ta còn tưởng thiếu gia nhà các người không trả tiền nữa chứ. Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có. Ngân phí 1000 lượng này ta nhận được rồi. Ông vậy nói lại hôm khác, ta nhất định tới nhà đáp tạ. Dạ được, tôi nhất định chuyển lời. Quách thiếu gia, vậy tôi xin cáo từ nha. Ừ. Cáo từ. Cáo từ. Đi thông thả. Đặng Nhẫn có nạn rồi. Ừ, chắc chắn là bị ông Tích Chu giam lỏng ở nhà rồi. Tiểu thần tài lần này bị giam lỏng, theo muội thấy chắc chắn có liên quan tới Tường Ngọc Phỉ Thúy. Nếu như đúng thật là vì Tường Ngọc Phỉ Thúy thì lần này tiểu thần tài đã chịu khổ rồi. Ông Tích Chu chắc chắn không dễ dàng tha cho Quỳnh ấy. Ừ, vì vậy Quỳnh ấy mới tới cầu cứu Quỳnh. Vậy Quỳnh đi hay là không đi? Nhận tiền của người ta phải giúp người ta. Mọi nghĩ Quỳnh nên đi hay là không đi đi? Quách Húc, cứu tinh của tôi. Cuối cùng Quỳnh đã tới rồi. Tôi chờ Quỳnh chờ rất cực khổ đó. Nè, ngồi 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 ngồi. Đâu có sao. Quỳnh quả nhiên lợi hại, canh chừng nghiêm ngặt như vậy á, vậy mà Quỳnh cũng có thể ngang nhiên vào. Không lẽ Quỳnh muốn tôi xông vào đây như Phong Bình à? Quỳnh quả nhiên là huynh đệ của tôi. Đây là thịt tương của Tường Phúc Cư, cho Quỳnh ăn đỡ thèm đó. Xem ra lần này ông Tích Chu đã hạ quyết tâm bắt Quỳnh ở trong này bế môn sám hối. Quỳnh đừng nói nữa, ngày nào cô ta cũng cho tôi ăn chay hết trơn á, tôi sắp thành hòa thượng rồi. Quỳnh gặp con cọp cái đó có hỏi cô ta khi nào mới chịu thả tôi ra không? Lẽ ra là tôi muốn hỏi, vừa mở miệng thì cô ta ngắt ngang. Cô ta nói sao? Cô nói vào thăm Đặng Nhẫn thì được, chứ nếu muốn tha tội cho Đặng Nhẫn thì đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi hỏi Quỳnh tiểu thần tài, lần này tại sao ông Tích Chu lại giam lỏng Quỳnh? Không lẽ hai người cãi nhau cô ấy cãi thua, trong lúc tức giận đã giam Quỳnh lại? Cái miệng này của tôi có thể cãi lại cổ hả? Là vì Tường Ngọc Phỉ Thúy phải không? Chẳng qua chỉ là 12 Tường Ngọc Phỉ Thúy thôi mà. Ngày thường để ở nhà cô ta đâu có nhìn tới cũng đâu có hỏi. Bây giờ bị mất cô ta làm lớn chuyện, đương nhiên bị khùng rồi. Bảo vật bị mất chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu tặng lầm người thì đó là chuyện lớn. Quỳnh thật sự là ngàn vạn lần không nên tặng của hồi môn của ông Tích Chu cho người con gái khác, nhất là người đó lại là Sở Sở. Sao Quỳnh biết vậy? Lần trước ở Thảo Kiều lấy bảo vật trao đổi Quỳnh về, ông Thái Bắc nói Tường Ngọc Phỉ Thúy đó là giả, tôi đã đoán ra được.
Hàng ngàn hàng vạn lần không nên lấy giả đổi thật, chứ đừng tưởng có thể một tay che trời. Quỳnh đúng là ngốc quá. Tôi không có phải ngốc được không? Tôi thấy Sở Sở là một cô gái đáng thương như vậy phải rơi vào Thanh Lâu thật là đáng tiếc mà. Tôi chỉ muốn cô ấy biết là trên đời này còn có Đặng Nhẫn một người như tôi, muốn tốt cho cổ, chỉ vậy thôi. Nhưng đổi lại ý tốt của Quỳnh, Sở Sở đem 12 tầng ngọc phỉ thí đó biến mất không rõ tung tích. Tôi tin đó là cô có nỗi khổ riêng, chắc chắn. Thường hay nói á, nên ăn hồng lúc đã chín. Đặng Nhẫn tôi á, là quả hồng chín sao hả? Con gái của ông Thái Bắc được nuông chiều từ nhỏ, ai cũng đều biết, chỉ có tôi không biết hả? Năm xưa khi ông Thái Bắc xin Hoàng Thái Hậu ban hôn á, tôi còn vui tới không biết trời cao đất rộng, cứ tưởng là đã cưới được danh môn khuê tú có thể giúp tôi. Kết quả thì sao? Tôi khinh. Nè, Quỳnh cưới ông Tích Chu cho tới bây giờ quả thật đã giàu nhất cả nước rồi. Ông Tích Chu bác tự cô ta dưỡng phu vinh qua phú quý, như vậy không phải rất tốt sao? Nhảm nhí. Tiền là do tôi tự kiếm. Cô ta không những xài phung phí mà còn sai bảo tôi. Cô ta còn hễ một chút là lấy tôi ra trút giận. Chuyện gì cũng đè ép tôi tới nỗi không thở được. Tôi làm được gì? Ai kêu nhạc phụ của tôi là ông Thái Bắc? Ông ta có quyền có thế, tôi làm được gì hả? Quách Hút, tôi có thể là một tướng công nhu nhược, nhưng tôi cũng là người, là một người đàn ông đàng hoàng, cũng giống như Quynh hả? Ngày nào tôi cũng bận việc này việc kia. Là vì cái gì? Đều là vì cái nhà này, vì người đàn bà đó. Những người đàn ông khác thật sướng, tam thê tứ thiếp. Tôi có điều kiện rất tốt, hậu cung hơn ngàn gia lệ. Nhưng tôi có không? Tôi không có. Tôi chỉ cần một người phụ nữ dịu dàng chu đáo làm thê tử của tôi. Trời ơi, có cần phải khó như vậy không? Hả? Trời ơi, người cho con thiên kim vạn ngân, tại sao không cho con niềm vui hả? Quỳnh đúng thật là người giàu có không được vui nhất trên thế gian này. Ê, ngân phiếu vạn lượng này là số tiền riêng mà tôi có được. Quỳnh cầm đi. Tiểu thần tài, Quỳnh làm vậy là sao? Quách Hút, có một chuyện này Quỳnh nhất định phải giúp tôi, bởi vì cũng chỉ có Quỳnh mới giúp được tôi. Hả? Quỳnh uống say rồi, cất tiền vô đi. Không phải là tôi cất vô, là Quỳnh cất vô mới đúng. Quỳnh có biết không, vì số tượng ngọc phỉ thúy đó, ông Thái Bắc đã ra lệnh khắp cả nước là phải bắt Sở Sở về quy án rồi. Tôi thật sự là không dám tưởng tượng sau khi cô ấy bị bắt về thì phải chịu những cực hình nào. Vì vậy Quách Hút à, Quỳnh nhất định phải tìm được cổ, và còn hộ tống cổ rời khỏi kinh thành an toàn tới nơi tới chốn nữa kìa. Tôi cũng xin Quỳnh sắp xếp đầy đủ các nhu cầu trong cuộc sống của cổ. Một vạn lượng này có lẽ không đủ, nhưng mà Quỳnh cầm lấy, sau này tôi sẽ trả lại gấp 100 lần cho Quỳnh. Bây giờ tôi còn không biết Sở Sở có ở kinh thành hay không nữa kìa. Tôi mặc kệ. Quỳnh nhất định phải tìm được Sở Sở, phải hộ tống cổ an toàn trời khỏi kinh thành, với lại sắp xếp đầy đủ các nhu cầu trong cuộc sống của cổ. Quách Hút, tôi hỏi Quỳnh, hai Quỳnh để chúng ta bao nhiêu năm qua có bao giờ tôi cầu xin Quỳnh hay chưa? Quỳnh đã uống say thật rồi. Tôi không có uống say. Tôi uống say rồi, nhưng tôi tuyệt đối không có nói đùa. Tôi rất tỉnh táo. Quỳnh có thể biết tâm ý của tôi dành cho Sở Sở hay không? Tôi đối với Sở Sở là đã thật lòng rồi. Vì vậy Quách Hút à, tôi xin nhờ Quỳnh
nhất định phải tìm được Sở Sở. Tôi nặng nỉ huynh, chỉ có huynh mới có thể giúp được tôi việc này thôi. Sở Sở, Sở Sở. Tiểu thần tài ơi, tiểu thần tài, tìm được Sở Sở thì có thể làm được gì chứ? Hả? Quỳnh đã hứa với tiểu thần tài à? Trước khi nhận tấm ngân phiếu này, Quỳnh phải trả lời vài câu hỏi của mùi trước. Câu hỏi gì? Quỳnh nhận tấm ngân phiếu này của tiểu thần tài nghĩa là Quỳnh đồng ý tìm Sở Sở hộ tống cổ ra khỏi thành, cũng có nghĩa là Quỳnh đồng ý đi chuyến tiêu này. Tiểu thần tài uống say rồi, Quỳnh chỉ đành nhận ngân phiếu trước. Quỳnh đừng làm bộ, Quỳnh hiểu ý mùi nói gì mà. Nếu Quỳnh đã nhận tờ ngân phiếu này, có nghĩa là Quỳnh sẽ quản lý lại tiêu cục. Vậy thì sau này tiêu cục có mối làm ăn, chúng ta đều sẽ nhận hết, phải không? Vậy điều ý Quỳnh không phải vậy, chỉ là giúp bàn hữu làm một chuyến tiêu bình thường. Vậy Quỳnh đã trả tờ ngân phiếu này lại cho tiểu thần tài, Trình Thái Ngọc muội không làm việc nữa trời, Trường Phong tiêu cục cũng sẽ không mở lại vì tiểu thần tài đâu. Quách Hút, Quỳnh không lên tiếng, muội không thể nào biết được trong lòng Quỳnh đang nghĩ gì. Bây giờ nói với Quỳnh về chuyện ấp tiêu còn quá sớm, không rõ tung tích Sở Sở. Ông Thái Bắc để dân Thiên La địa giọng cũng không tìm được, nói không chừng Sở Sở đã rời khỏi từ lâu rồi. Tiểu thần tài kêu mình tìm một người không còn ở trong kinh thành, chuyện này thực chất không thể nào làm được. Sở Sở có ở kinh thành hay không là một chuyện khác, trọng điểm là Quỳnh vẫn chưa trả lời câu hỏi của muội. Thái Ngọc, Quách Hút, muội biết trong lòng Quỳnh còn nhiều lo lắng, một là vì tiêu cục, hai là vì tâm nguyện của tiểu thần tài. Về công hay tư, muội đều hy vọng Quỳnh sẽ nhận chuyến tiêu này và dựng lại uy tín cho tiêu cục. Đại tiểu thư, đại tiểu thư có chuyện gì mà kích động quá vậy? Lục Túc Hầu Túc, hai Túc đến thật đúng lúc. Đây là tờ ngân phiếu tiểu thần tài đưa, Quỳnh ấy muốn nhờ Quách Hút áp tiêu một chuyến. Cái gì? Thiếu cục chủ, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi hả? Thiệt hay quá, thiệt là hay quá. Tôi đi bày tiệc rượu, phải ăn mừng mới được chứ. Phải á, mau đi mua pháo về, đốt cho đã, triệu cáo thiên hạ, Trường Phong tiêu cục hùng phong lại nổi dậy. Bại. Trời đó. Tôi vẫn còn chưa hứa với tiểu thần tài. Thiếu cục chủ, số ngân lượng nhiều vậy, mối làm ăn đến tay, tại sao cậu lại từ chối chứ? Phải đó thiếu cục chủ, trước nay cậu trọng tình trọng nghĩa, tiểu thần tài là bằng hữu tốt của cậu, có chuyện cầu cứu, cậu không thể không nhận lời được. Phải đó, cậu không có lý do gì từ chối mối làm ăn đó vào tay của mình. Chẳng qua chỉ là tờ ngân phiếu, giá lại cũng không biết Sở Sở hiện đang ở đâu, bây giờ nói nhận tiêu còn quá sớm. Sau này hãy nói đi. Quách Hút, Quách Hút à, nè. Ai xin mời các bạn, xin mời, xin mời, mang thầu đông hỏi đây, xin mời, xin mời. Ta nói cho người biết, hôm nay bọn ta được người ta nhờ cậy tới mời ngài đến uống rượu á. Phải uống rượu đi, uống rượu đi, không danh không tánh ta không đi. Sao ngươi ngốc vậy chứ, tới đó rồi không phải ta biết sao? Phải rồi ta không có hứng thú biết là ai, ta chẳng qua chỉ là một người bán thân thôi, không có gì để giao tế với người khác hết, cũng không cần phải quen biết với tam giáo cũ luôn như các ngươi. Nói thật không sao, đúng là tên cứng đầu chết tiệt khó đối phó mà. Phải, nếu như ta tới đó chỉ làm phá hoại nhà hứng uống rượu của mọi người thôi, xin các vị đừng cản đường ta. Ta cho người biết, ba bọn ta ở đây cũng là người có máu mặt đó. Phải rồi. Chuyện gì đã hứa với người ta thì nhất định phải làm cho được. Hôm nay ngươi phải đi cho ta. Không sai. Khi bắt tâm là bọn ta nói được làm được, đúng không? Phải nói được làm được. Ê, không được đi. Không được đi. Nè, không được đi. Mùi nói Quỳnh đó, Phong Bình vẫn còn đang ở trong lao, sao Quỳnh còn có tâm trạng mời người ta dùng cơm chứ?
Tôi không quên chuyện của Phong Bình, tôi luôn để trong lòng. Cái người to cao đó, mùi nói là Tiểu Bành Dương gia đó. Quỳnh ấy đi gặp ông Thái Bắc nói chuyện, nhưng mà cũng vô ích. Tên ông Thái Bắc này cũng thật là bá đạo. Mình thấy con cáo già này, chắc chắn con Quỳnh ấy là con búp bê giấy, thực ra không coi Quỳnh ấy ra gì. Đại Minh Triều thực sự hết người rồi. Mùi thấy ngoài hoàng thượng ra chỉ có ông Thái Bắc. Nói không chừng tên ông Thái Bắc này cũng muốn thay thế hoàng thượng nữa đó. Đừng nói lung tung. Tai mắt của Cẩm Y vậy rất nhiều. Nếu như cô có việc gì, không có Phong Bình thứ hai tới cứu cô đâu. Trình Thái Ngọc thông minh cơ trí như vậy, cũng không thể có cách nào hay. Nói gì mà Tôn bà Lý Gia Gia, chúng ta đã chờ 3 ngày, chuyện gì cũng không làm được hết. Nè, hay là như vậy đi, mùi dẫn theo Ký Bắc Tam Lan đi cướp ngục có được không? Ở trong đại lao đã có Phong Bình rồi, tôi còn muốn có thêm một người làm tôi lo lắng không yên. Sao lại nhìn tôi như vậy? Quỳnh cũng lo lắng cho muội hả? Cô luôn nóng nảy hấp tấp, có thể không làm tôi lo được sao? Quỳnh thật là tốt với muội. Nếu như Phong Bình cũng ở đây, vậy thì tốt quá. Thật muốn đem cho Quỳnh ấy tỉnh đạo qua những, để cho Quỳnh ấy biết chúng ta ở bên ngoài nhớ Quỳnh ấy như thế nào đó. Ê nè, tới rồi. Ê nè, nhìn kìa. Là họ. Tại sao lại là hắn? Đây không phải là Diêm La Sát Tinh đó sao? Thiết Y. Các người nghĩ làm vậy có thể ngăn cản được ta sao? Là tôi đã kêu bọn họ làm vậy. Nếu muốn giận thì hãy giận tôi đi. Nè, ba người các ngươi mau đi luyện công đi. Làm bể một cái chén thì ta phạt các ngươi không được uống rượu đó. Mau đi đi. Tôi xin lỗi, nếu không làm vậy tôi nghĩ Quỳnh sẽ không chịu tới đâu. Mời Quỳnh. Không cần đâu, có gì cứ nói đi. Tiểu thần tài bằng hữu của tôi nhờ tôi là một mối làm ăn. Đây là ngân phiếu áp tiêu. Tôi mong Quỳnh có thể nhận chuyến tiêu này. Đây là chuyến tiêu bạn Quỳnh nhờ Quỳnh, tại sao để qua cho tôi chứ? Thiết Y, từ đầu tới cuối tôi luôn mong Quỳnh có thể quay về quản lý tiêu cục. Coi như tôi đã kiếm được một mối làm ăn cho tiêu cục do Quỳnh đi áp tiêu, không phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Trên giang hồ luôn nói tình nghĩa, nếu như Quỳnh có tình có nghĩa thì phải vì tiêu cục, vì bằng hữu gánh lấy trách nhiệm này. Vấn đề khó khăn của bản thân Quỳnh, Quỳnh phải tự giải quyết chứ. Nè, tôi thấy con người của Quỳnh đã 5 năm không gặp, sao vẫn còn bộ mặt Diêm La Sát Tinh như vậy chứ? Thái Ngọc nói ba người cùng nhau lớn lên từ nhỏ tới lớn, vậy thì phải cùng nhau giúp đỡ mới đúng chứ. Với lại Quách Hút, Quỳnh ấy không đi chuyến tiêu này nhất định là có nguyên nhân không thể nói được của Quỳnh ấy. Cô cầm miệng đi. Chính vì vậy tôi càng hận Quỳnh ấy không nên người. Tôi hiểu Quách Hút hơn ai hết, chỉ cần Quỳnh ấy bằng lòng làm thì Quỳnh ấy nhất định tạo được danh tiếng gây dựng giang sơn cho riêng mình trên giang hồ. Nhưng cuối cùng Quỳnh ấy lại không như vậy. Quách Hút, Quỳnh ấy không phải là loại người như vậy. Thái Ngọc có lòng nhẫn nại chờ Quỳnh nghĩ thông suốt, còn tôi không có thời gian ở đây lãng phí thời gian với Quỳnh. Sợ gì chứ, tới đi. Nè, hai người đánh nhau đừng có đập phá quán của tôi chứ. Nè, tên Trình Thiết Y cũng lợi hại thiệt á. Yên chi cô nương và Quách gia cũng không thuyết phục được hắn. Phải đó, nếu như có Phong gia ở đây thì đã giải quyết xong hắn rồi. Nếu như họ cứ đánh như vậy thì Yên Chi tiểu phường lại bị phá nữa rồi. Phải đó, làm sao? Rượu của tôi.
đánh trả đi. Chà, ngầu, ngầu thiệt là ngầu. Ân oán tình thù, yêu hận phân minh, đây mới là anh hùng hảo hán thật thụ á. Một ngày nào đó ta đã luyện xong quyền cước công phu, cũng phải giống như bọn họ vậy, là một nam tử hán anh dũng thật sự. thực ra đệ cũng có sự định như vậy. Ngươi đợi kiếp sau đi. Quách Húc, chụp lấy. Quách Húc, huynh rút kiếm đi. Thiên Y, huynh nghe tôi nói, mọi người chúng tôi đều mong huynh trở về tiêu cục. Phải đó, chỉ cần huynh gật đầu thì cho huynh làm thiếu cục chủ luôn. Trùng trấn tiêu cục là yêu cầu duy nhất của tôi đối với huynh. Cơ hội tốt như vậy mà bản thân huynh không biết giành lấy, ngược lại đẩy qua cho tôi. Những gì muốn nói tôi đều nói với huynh rồi, huynh không hiểu sao? Quách Húc, tôi không ngờ huynh ích kỷ như vậy. Phải, tôi ích kỷ tới nỗi ngay cả bản thân tôi cũng ghét mình. Huynh hài lòng rồi chứ? Vậy hôm nay tôi đánh cho huynh tỉnh. Tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi, hai người đừng có phá quán của tôi nữa. Rút kiếm. Quỳnh rút kiếm đi. Mau rút kiếm đi. Quỳnh ấy sẽ đánh Quỳnh chết thật đó. Mau rút kiếm đi. Dừng tay. Hai đứa đừng có đánh nữa. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Hai đứa muốn quậy tới khi nào thì mới thấy hả dạ? Một đứa thì bỏ nhà đi không lo, một đứa ở nhà chơi bời. Năm xưa hai vị đương gia đã vì câu hứa tử mạng hộ tiêu, không tiếc hy sinh bản thân, trước khi chết đã ủy thác hai đứa cho chúng tôi. Ta và hậu cung niệm tình nghĩa của hai vị đương gia, đã coi hai đứa như con ruột của mình, nuôi nấng thành người. Hôm nay hai đứa trở mặt thành thù như nước với lửa. Cũng còn nhớ hai đứa hồi còn nhỏ, Thái Ngọc bị người ta ăn hiếp. Thiết Y bắt Quách Húc ngày nào cũng phải luyện công, không phải vì bản thân, mà là vì bảo vệ Thái Ngọc, là vì sau này khôn lớn có thể quản lý Trường Phong tiêu cục. Bây giờ hai đứa đã khôn lớn thành người rồi, ta và hậu côn đã già, cứ nghĩ là hai đứa có thể vì tiêu cục, vì Thái Ngọc cùng nhau nỗ lực. Nhưng hai đứa vừa gặp mặt là cứ cãi nhau, còn ra tay đánh nhau nữa. Thương Lục tôi thật là vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Thật xin lỗi, xin lỗi huynh. Lục gia, xin lỗi huynh. Xin lỗi huynh. Xin lỗi huynh. Xin lỗi huynh. Thank you.
vậy? Tên Diêm La sát tinh đó đã đi từ lâu rồi. Sao huynh còn quỳ ở đó không chịu đứng dậy chứ? Tôi quỳ ở đó là muốn tạ tội. Không muốn quản lý Tiêu Cục thì đừng có miễn cưỡng. Chuyện không thích làm thì đừng đi làm. Vậy có gì sai đâu. Nhưng mà muội nhìn cũng đã hiểu được rồi. Cô hiểu cái gì? Khi còn nhỏ, mỗi khi muội phạm sai lầm, gia gia sẽ lấy gậy ra đánh muội, vừa đánh muội vừa chảy nước mắt. Sau đó muội mới biết ông là thương càng nhiều thì càng đánh nặng, đánh ở trên người muội, nhưng trong lòng của ông rất đau. Muội nghĩ Thiết Y đối với huynh có lẽ cũng là tâm trạng giống như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, tên Trịnh Thiết Y ra tay với huynh cũng thiệt là nặng đó. Tại sao huynh không chịu đánh trả, không rút kiếm ra chứ? Là không trân trọng sinh mạng của mình, hay là quá trân trọng sinh mạng của người khác hả? Thường ngày thấy cô khờ khạo, thật ra không phải khờ. Ngày thường huynh cũng rất là thông minh, có nhiều lúc cũng thật ngốc đó. Cuối cùng huynh cũng chịu cười rồi. Hai cô phải chịu một gậy, còn đau không? Huynh nói lại lần nữa. Tôi nói vừa rồi cô chịu một gậy, không bị thương chứ? Còn sao nữa? Còn đau không? Câu nói này nghe thật là hay. Quách Húc à, huynh có còn nhớ những câu nói 5 năm trước mà muội đã nói với huynh ở trong nhà của muội không? Lúc đó cô nói tôi chưa từng hành tẩu giang hồ, cũng như tỉnh rượu đó chưa được mở nắp gì. Khi mở ra, mùi thơm của rượu bay khắp nơi mà không biết mùi vị của rượu. Rốt cuộc là ngon hay không ngon? Tiểu thần tài nói hai chúng ta chỉ có duyên gặp một lần. Nhưng những gì mùi nói vào 5 năm trước, huynh đã không quên một chữ nào, đều nhớ hết. 5 năm qua huynh chưa bao giờ quên muội, có phải không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.